Đầu tháng nhận lương là tôi đi ăn hai dây lao liền vì quá thèm lẩu cà chua và mấy sợi mì ở đây rồi. Có ai tới hầm gửi xe Vitexco đi ghê ghê không? Nhớ ngày nào ăn ở đây xếp hàng mệt luôn. Cũng may là có chỗ để làm neo nè. Sau khi mà chị nhân viên check nhiệt độ thì tôi vô bàn luôn vì đi lúc 2 giờ trưa nên không có đông. Chọn món ở iPad nha, phát hiện ra hai dây lao có nhiều món mới lắm mọi người. Có lẩu cá collagen hay là lẩu ba tử heo. Quầy nước chấm có hai dây lao 6 tháng rồi không gặp lại thấy nhiều loại mới hơn. Tôi thì cứ mix đại đại thôi và phát hiện ra là có cần tây thịt bò băm cũng rất là ngon. Mọi người cẩn thận coi chừng bị mặn. Ta ra đẹp chưa? Đi có hai món thôi mà gọi quá cho bàn no xỉu như đây là 1,2 triệu. Bởi ta nói đi ăn hai dây lao đi đông lợi hơn nhiều. Bao tử heo là món mới, có pha lấu và không cho thiếu thịt bò hai dây lao. Lẩu sôi rồi nè, dịch vụ ở đây lúc nào cũng là 5 sao vì các chị nhân viên sẽ nhúng lẩu cho và rất tận tình luôn. Thịt bò tầm 3 đến 5 phút là lấy ra ăn liền, thêm nấm kim châm giòn giòn sực sực, đậu hũ phô mai béo béo đã dễ sợ luôn. Uống nước xí mụ thì tầm 30k, uống thoải mái luôn nha. Không biết mọi người thấy sao chứ tôi mê cái nước lẩu cà chua này lắm, chua chua thơm thơm, không ai nấu qua được hai dây lao cái vị lẩu này đâu. Ăn cùng topping nào tôi cũng thấy ổn hết. Sẵn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, hôm bữa phần pha lấu của hai dây lao làm có hơi có mùi nên tôi có góp ý với nhân viên, chỉ kỳ đưa góp ý thôi mà service rất là ổn. Mấy bạn bảo sẽ là free cho tôi phần đó luôn rồi tặng tôi đĩa trái cây nữa đó. Bởi kiểu mắc nhưng người ta thích thì ăn là có lý do hết á. Tôi bị mê lẩu cà chua, đi ăn gì kêu gì cũng chỉ ăn mỗi lẩu cà chua thôi. Ngoài ra thì mình có thể gọi lẩu trường thọ nè, lẩu thái hay lẩu cà chua, lẩu collagen cá cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Làm sao mà thiếu cảnh ném mì con nhân viên được, vừa ăn vừa nghe nhạc vừa ngắm trai là chuẩn luôn. Sợi mì mỏng hay vậy thì mọi người cứ dặn ẵn nha, ăn no nê đã cái nương lăn về nhà luôn á mọi người ơi. Bắt trend tại Hayala với công thức cơm trộn, đặc biệt là hôm nay mình chỉ đi ăn lẩu một mình thôi. Công thức này mình học của chị Edward Manorel. Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ đi ăn Hayala một mình. Đây cũng là lần đầu tiên mình là khách hàng đầu tiên đặt chân vào. Nên mình sẽ được ngồi bàn số 1 và được tặng hoa quả, uống nước xí muội và ra tập về. Đây là điều đặc biệt cho những người đi một mình. Quán sẽ gửi cho mọi người một bạn đồng hành. Máy ngố này. Phần nước chấm thì mình pha theo công thức mình thích. Sốt khúng vương là sốt nấm. Bò cay. Thiệt là nhiều cần tây. Thiệt là nhiều giấm và thịt bò. Bàn là đoan cũng dọn ra nè. Một mình nên mình có ít hơn bình thường tí xíu. Có lưỡi vịt, hủ kê, đậu hũ phô mai và nấm kim châm, dẫn một chén luôn. Đó là lẩu thái và lẩu cà chua. Đây là phần sốt để trộn cơm. Tôi đã hướng dẫn ở bên trên nha. Đây là chỉ cần tỏi, miếng gà, dầu mè và nhiều thịt bằm nữa. Trời ơi, chia hết trơn luôn. Mang về bàn và trộn lên. Rồi một phần cơm chiên, kim chiên sẵn kèm. Đây là mình quên đó mọi người, tại cái chén nước chấm mình đầy quá. Đáng lẽ là phải bỏ tí xíu lẩu cà chua vào nữa nha. Mình vậy thôi nha, chứ ăn ngon thiệt sự mọi người. Múc một muỗng thiệt là đầy. À, xuất sắc luôn. Một hồi mới nhớ phải bỏ tí xíu lẩu cà chua vô ăn mới ngon. Bỏ ngay từ lúc trộn nha. Lưu lại đi để mai mốt đi ăn hai dây lao thử nè. Không biết hai dây lao còn trend gì nữa không ta. Rồi vậy nha, bye bye. 我是法师女。 Hôm nay hãy cùng tiểu tiên nữ đến Hai Dây Lao làm mì trộn ăn nè. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng đôi cánh cũng đã về rồi đó mọi người. Mình hay ăn ở bên Vitexco nên cũng là khách quen. Nhà hàng tặng cho đĩa trái cây nè. Đồ ăn thì chưa ra mà trà sữa 2 ly rồi nha. Ăn nhận mấy bạn nhân viên ở đây dễ thương ghê. Chung hôm nay ăn là phụ thôi, lấy đôi cánh là chính. Tiện chỉ cho mọi người hai công thức làm mì trộn siêu ngon. Dạo này robot được vào bên trong để phụ mấy bạn nhân viên rồi nè. Có điều hôm nay đồ ăn ra hơi lâu nha. Đầu tiên cay vị với bánh ba chấm sữa. Hai Dây Lao mọi người nhất định phải gọi cái thịt bò Hai Dây Lao này siêu mềm luôn. Mình chọn một lẩu thái với một lẩu cà chua. Cũng là hai vị lẩu mà mình thấy ngon nhất ở đây. Tiết mục quan trọng nhất là phải order ăn múa mì. Order hai phần nên mình cũng tự múa mì một lần. Mà nhìn thấy fail ghê luôn. Lúc này kiểu lén lén lúc lúc lấy hai cái tô ra. Khi trộn mì á thì mọi người sẽ bắt đầu pha chế công thức sốt. Cái quầy la gia vị đó mình sẽ để trên màn hình nha. Thức mì trộn đầu tiên dành cho team không ăn cay. Mọi người có thể bỏ thêm miếng cần tây cho đặc trưng của Hai Dây Lao hơn. Thức thứ hai dành cho những bạn biết ăn cay. Thử cả hai công thức coi cái nào ngon hơn heo. Dù là công thức nào cũng nhớ bỏ thiệt nhiều thịt bằm nha. Đây ta da, thành phẩm siêu ngon luôn. Thường như đây toàn ăn mì nước, hôm nay ăn thử mì trộn. Cắt thêm mấy cái topping nhúng lẩu nữa. Mình thì thấy cái em cay cay thì nó ngon hơn tại vì nó nhiều gia vị hơn. Sau khi ăn uống no say thì tiếp tục chương trình xin đôi cắn của mình nè. Tiên là giơ tay lên. Cuối cùng đôi cắn cũng đã về rồi. Này sẽ có cái đũa phế với cái băng đô nữa nha. Vậy là hoàn thành thử thách tiểu tiên nữ đi ăn mì trộn rồi, bye bye.